Đúng ra là từ anh rất hài lòng từ lúc mà nghe qua cái video em test cho anh là anh đưa bà xã nghe là bà đã ok rồi. Nhiều hôm nay hát thực tế nó lại hay hơn nhiều. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo. Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn thân yêu. Sau một cuộc hành trình xuyên Việt như quý vị, từ thành phố Hồ Chí Minh sau khoảng hơn 600 km, và bây giờ thì Quang Trường đã có mặt tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định như quý vị. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lắp đặt cho một anh khách rất là đặc biệt, đó chính là anh Thành như quý vị. Đây là một cái biệt phủ rất là đẹp, vừa mới hoàn thiện xong của gia đình nhà anh Thành. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có hai bộ dàn song song cùng một lúc quý vị nhá. Và đặc biệt là cái bộ dàn này chúng ta vô cùng đẳng cấp, có rất nhiều thiết bị như là loa của Đức quý vị này, và kết hợp với những thiết bị như vang số hay một số thiết bị của thương hiệu Nhật, vô cùng đẳng cấp và rất là hay. Bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong phòng. Và cái phòng này nó là một cái phòng để giải trí của gia đình nhà anh Thành quý vị nhá. Rất đẹp quý vị ạ, vô cùng hiện đại. Thưa quý vị, là đây là một cái căn phòng vô cùng hiện đại, rất là đẹp của gia đình nhà anh Thành. Và lát nữa thì chúng ta sẽ lắp đặt cái combo, cái hệ thống dàn âm thanh của chúng ta ngày hôm nay vào trong cái căn phòng này. Và đặc biệt là với những gia đình nào, và đặc biệt là gia đình nhà anh Thành đã trang bị được cho mình một cái phòng tiêu chuẩn, thì chắc chắn rồi chúng ta sẽ khai thác được cái chất lượng âm thanh gần như là tốt nhất có thể quý vị nhá. Bởi vì như Quang Trường vỗ tay quý vị này, đó, ở trong này gần như không có sự dội âm, không có tiếng vọng. Chắc chắn rằng đây là cái hệ thống tiêu âm, tán âm rất là tốt của căn phòng này, của gia đình nhà anh Thành. Và lát nữa thì cũng rất giống với thường lệ quý vị nha, chúng ta sẽ cùng nhau sau khi lắp đặt xong thì sẽ trải nghiệm cái chất âm này và thử tiếng micro. Và sau đó thì chúng ta sẽ cùng tâm sự xem cái cảm nhận ngày hôm nay của anh Thành, xem có hài lòng với cái bộ dàn combo của Trường Thành Audio hay không quý vị nha. Thưa quý vị, là sau một thời gian rất là dài và vô cùng vất vả thì Quang Trường và Hữu Trọng đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ là lắp đặt xong cái hệ thống dàn âm thanh vô cùng đẳng cấp, vô cùng VIP cho gia đình nhà anh Thành ngày hôm nay nha mọi người. Và ngay bây giờ, trước khi chúng ta thử tiếng music này, tiếng micro, thì Quang Trường sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn trong cái combo dàn karaoke, dàn âm thanh này của chúng ta thì có những cái thiết bị nào nổi bật trong cái hệ thống này nha. Và đặc biệt là với nhu cầu giải trí của gia đình nhà anh Thành thì có một cái căn phòng rất là đẹp nha mọi người. Với một cái căn phòng đẹp này, nó thỏa mãn được cho chúng ta một cái tiêu chí, rất nhiều tiêu chí trong âm thanh, đó chính là khả năng tiêu âm quý vị này, tán âm. Và đặc biệt là một cái căn phòng có không gian diện tích gia đình rất là lý tưởng, lên tới khoảng 30m2, thì có lẽ sẽ cho cái bộ dàn âm thanh của chúng ta được khai thác một cách tối đa nhất những cái thông số maximum do nhà sản xuất đề ra. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích quý vị nha. Trong cái bộ dàn này của gia đình nhà anh Thành rất đặc biệt quý vị này, được Trường Thành Audio phối ghép một cặp loa đến từ thương hiệu Đức, DT Dream Theater Alpha 12. Có lẽ trong thời gian qua thì quý vị cũng biết được rằng là Trường Thành Audio lắp đặt cái dòng loa của Đức DT Alpha 12 rất là nhiều cho rất nhiều những gia đình khác nhau. Và đặc biệt là ở cái dòng sản phẩm loa của Đức này thì nó được trang bị cấu hình là một loa bass 12 in quý vị nha, và một loa tép kèn. Với cái dòng DT Alpha 12 này thì nó cho chúng ta một cái chất âm nhạc tính vô cùng chi tiết nha quý vị, từ music này đến tiếng micro, nó cho chúng ta một cái nhạc tính khi phát nhạc thì nó sẽ cho cái tiếng bass chắc và sâu, gọn. Và giải chung giải tép cũng vậy, khi chúng ta hát cũng vậy, thì nó sẽ đưa ra cho chúng ta một cái âm sắc, những cái nhạc tính của những dòng loa Đức, thì chúng ta sẽ cảm thấy có một cái điều gì đó vô cùng cuốn hút. Và đặc biệt là chính vì những cái ưu điểm vượt trội như vậy, thì trong thời gian qua Trường Thành Audio được rất rất nhiều, đặc biệt là gia đình nhà anh Thành này hoặc những gia đình khác yên tâm và yêu thích
sử dụng cái dòng sản phẩm này. Với cái tầm giá nha mọi người, với cái tầm giá bán lẻ hiện tại thì đang được giảm giá chỉ còn 23 triệu một cặp loa ADT Alpha 12. Quá hay trong phân khúc đúng không ạ? Và đặc biệt là trong cái bộ dàn này của chúng ta thì có lẽ sẽ có rất nhiều quý vị thắc mắc là tại sao lại có cái cặp loa Paramax D88 Limited ở trong cái không gian này, đúng không ạ? Thì sau khi quyết định mua một cái bộ dàn âm thanh cao cấp của Trường Thành thì anh Thành quyết định là mua thêm một cặp loa D88 Limited để phục vụ cho cái nhu cầu giải trí một cách bình thường của gia đình nha mọi người. Và trong cái hệ thống dàn âm thanh karaoke chuyên nghiệp của chúng ta ngày hôm nay thì được Trường Thành Audio phối ghép những cái thiết bị có lẽ không xa lạ gì với quý vị và các bạn, đúng không ạ? Chiếc cục đẩy công suất cao cấp quý vị này rất được ưa chuộng, Vatasa DKS1004. Đây là một cái dòng cục đẩy công suất chính hãng của thương hiệu Vatasa nha mọi người. Với công suất là mỗi kênh cho ra công suất là 1000W, ở trở kháng là 8 ohm. Và cái dòng cục đẩy này thì nó được sở hữu cái nền tảng mạch công nghệ Class TD đời mới, cho nên cái chất tiếng của nó rất là chắc này, sâu và rõ ràng, chi tiết trong tất cả các giải âm. Và bên trên chúng ta sẽ thấy ngay được rằng chiếc vang số hot nhất hiện nay, đúng không quý vị, Vatasa V6 Pro. Đây là một cái dòng vang số có mẫu mã thiết kế đẹp quý vị này, có 4 chế độ bên ngoài để chúng ta lựa chọn. Và đặc biệt là quý vị có thể tải cái app về điện thoại, chúng ta điều chỉnh cái chiếc vang số Vatasa V6 Pro này rất là tiện. Và nó được trang bị thêm một cái remote nha mọi người. Chúng ta chỉ việc đứng từ xa thay đổi cái nhạc của echo này, micro và music. Và bên trên này thì chúng ta sẽ thấy ngay, đúng không ạ, một chiếc bộ đầu thu của thương hiệu Vatasa, một bộ đầu thu micro Vatasa T900. Đây là một cái mẫu micro cao cấp nhất trong các cái dòng micro của thương hiệu Vatasa hiện tại nha mọi người. Nó cho chúng ta một cái chất tiếng, tiếng micro rất là dày này và cực kỳ rõ nét. Và đây trên tay Quang Trường thì đang cầm cái chiếc tay micro Vatasa T900. Quý vị có thể thấy được rằng là chiếc tay micro này thì nó được trang bị cái vỏ hợp kim nhôm cao cấp và được anốt bởi một cái lớp sơn chống xước này, chống bám vân tay, vô cùng sang trọng. Chúng ta nhìn cảm tưởng như là cái chất liệu đồng nha quý vị, màu đồng rất là sang trọng. Khi chúng ta cầm cái chiếc tay micro này lên, có lẽ rằng là chúng ta rất muốn, đúng không ạ, nhìn đẹp mắt này, sang trọng thì chúng ta cảm thấy vô cùng tự tin khi thể hiện những cái ca khúc mà chúng ta yêu thích. Và đặc biệt là trong cái hệ thống dàn âm thanh này nha quý vị, chúng ta được trang bị thêm một chiếc loa sắp hơi Bass 40 của thương hiệu Paramax, đến từ thương hiệu Paramax. Đây là một cái dòng thương hiệu chính thống của Việt Nam, có cái chất lượng này, mẫu mã vô cùng đẹp. Và đặc biệt là Quang Trường đánh giá cũng rất cao về cái mẫu loa này, với cái giá bán của nó vô cùng hợp lý mà cái chất âm của nó mang lại rất hiệu quả, rất là tốt, có cái hiệu suất rất là tốt nha mọi người. Với chiếc loa sắp hơi này của Paramax là dòng S40 này, trang bị một loa bass 15 in, công suất lên tới 600W nha mọi người. Và đặc biệt là với không gian này thì là một cái không gian tiêu chuẩn, như lúc đầu Quang Trường cũng nói với quý vị, đúng không ạ, tiêu âm này, tán âm, cách âm. Và đặc biệt là trong âm thanh thì khi chúng ta có một cái không gian lý tưởng như vậy, có lẽ chúng ta sẽ khai thác được tối đa cái chất âm của cặp loa Đức DT Alpha 12. Và ngay bây giờ nhé, để không mất thời gian của quý vị và các bạn thì xin mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta cùng trải nghiệm một cái đoạn nhạc Bolero. Sau đó thì Quang Trường sẽ thử cái tiếng micro cho quý vị và các bạn cùng nghe nhé. Truyền tình đôi ta như thuyền không bến đỗ, anh đưa em về đâu trên sông đẹp đùng đưa. Truyền tình ngày xưa anh tránh ai hững hờ, hay vì gian dối nhau mơ truyền tình mãi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thưa quý vị, là bây giờ thì coi trường sẽ giao lưu với vợ chồng anh Thành ngày hôm nay quý vị nhé. Anh chị rất là tuyệt vời. Đặc biệt là ngày hôm nay thì cũng cảm ơn anh chị rất là nhiều nha, đã tạo điều kiện cho chúng em rồi được về đây lắp đặt cho gia đình mình cái bộ dàn âm thanh karaoke rất là tuyệt vời này. Đặc biệt là trong cái thời gian trước ấy, mà khi anh đặt hàng với Trường Thành Audio ấy, mà mình chưa thử thực tế, mình chưa biết cái chất lượng sản phẩm như nào ấy, thì so với ngày hôm nay thì sau khi anh chị trải nghiệm rồi thì anh chị có cái cảm nhận như nào về cái phong cách chúng em lắp đặt này, phục vụ anh chị như thế nào, Trường Thành Audio setup ra sao, rồi liệu cái chất lượng bộ dàn này có được như ý muốn, cái sự mong muốn của anh chị không? Dạ. Nói chung anh lần đầu tiếp cận với Trường Thành Audio, nhưng mà dạ, anh thấy là cái thứ nhất là cái phong cách vận chuyển lắp ráp khoảng cách rất là xa, dạ, nhưng mà rất là nhiệt tình. Cái thứ hai nữa là khi mà test thử cái dàn âm thanh á thì anh thấy rất là vui. Dạ, nó rất giống như trong cái đoạn clip anh quay cho anh. Vâng, vâng. Mà âm thanh thực tế là nghe nó ổn hơn, chuẩn hơn, hay hơn. Vâng. Nhưng mà cặp lỗ đứt này anh rất tuyệt. Vâng, có vâng, cặp lỗ đứt này âm thanh nó sẽ chuẩn hơn nhiều. Nghe nó lực đúng không anh? Lực mà cái lời mình hát nó căng, nó rõ, nó không bị trùng mà nó không bị ổn. Đó, khi mình lên, càng lên cao tiếng nó càng thoát ra. Đặc biệt là thưa quý vị, là ngày hôm nay thì qua trường cũng cảm thấy rất là vinh dự, bởi vì anh Thành cũng đầu tư một cái phòng rất là đẹp quý vị nhá, đạt cái tiêu chuẩn tiêu âm tán âm rất là tốt, và quý vị có thể cảm nhận này, đó, khi qua trường vỗ tay thì gần như anh chị em mình sẽ không nghe thấy cái tiếng vọng, thì gần như cái bộ dàn âm thanh ấy nó ảnh hưởng, bởi vì nó nguyên tắc vật lý mà, nó sẽ ảnh hưởng đến không gian rất là nhiều. Và đặc biệt là anh chị thiết kế được một phòng này em thấy rất là đẹp. Và chúng ta sẽ khai thác được cái chất lượng của bộ dàn này rất là nhiều. Như nãy thì chị có cảm nhận gì không? Khi hát ấy, nãy em chỉnh cho chị hát thử ấy, thì cảm nhận về lúc mình hát thì chị cảm nhận như nào về cái bộ dàn này? Nói chung khi hồi nãy mình hát thử thì từ cái nhạc sến cho đến cái nhạc remix thì mình thấy nói chung chất giọng thì nó rất rõ. Vâng, và rõ tiếng, nói chung là nhẹ và âm thanh rất chuẩn. Dạ, dạ. Dàn rất hay và ấm. Vâng. Nói chung là cảm ơn anh chị rất là nhiều. Nếu mà trong quá trình chúng em lắp đặt mà có nhược điểm gì đó chưa ổn thì có thể anh chị cứ tham gia để chúng em làm sao cố gắng làm tốt nhất cho anh chị rồi cho những khách hàng khác. Dạ, dạ. Anh không phải anh khen quá lời chứ mà anh cũng từng hát karaoke nhiều. Vâng. Và có khi bộ dàn mà nó hay hơn. Dạ. Và, thưa quý vị, cảm ơn anh Thành rất là nhiều quý vị nha. Đặc biệt thưa quý vị là con trường đi cũng tình cảm rất là thật thôi, đúng không ạ? Anh chị ngày hôm nay thì đặc biệt là với cái triết lý của Trường Thành Audio thì luôn luôn mong muốn làm sao cố gắng làm tốt nhất cho khách hàng, và đặc biệt là cái sự hài lòng của anh chị. Khi mình bỏ tiền ra mua một cái bộ dàn về, đúng không ạ? Mình cảm thấy nó phải hài lòng này, hát hay, nghe nhạc chuẩn. Nếu mình bỏ tiền ra mà mình mua một cái bộ dàn về mà mình cảm thấy không ưng ý thì chắc chắn rằng là không thể nào mình thoải mái được trong cái khâu mà thanh toán, đúng không ạ? Vâng, vâng. Anh rất hài lòng. Dạ. Đúng ra là từ anh rất hài lòng từ lúc mà nghe qua cái video em test cho anh. Dạ, dạ. Là anh đưa bà xã nghe là bà đã ok rồi. À đấy. À đấy. Cứu nhiều. À đấy. Tức là khi vâng, nhưng hôm nay hát thực tế nó lại hay hơn nhiều. Vâng. Mình thấy là anh là rất là mừng. Vâng. Nói chung là đội ngũ bên em là rất là nhiệt tình. Dạ, dạ. Mà đến tận nơi tận nhà lắp ráp cho vợ chồng anh như vậy là anh rất là vui. Vâng, cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Alo, 1 2 6 7. Alo, alo, 1 2 6 7. Alice. Quý vị có thể cảm nhận được rằng cái tiếng micro của nó rất là nhẹ. Quý vị công nhận không ạ? Với cái hệ thống phòng tiêu chuẩn này thì khi chúng ta setup lên thì quý vị sẽ cảm nhận rằng là cái hệ thống của chúng ta nó sẽ khai thác được tối đa cái chất âm. Và quý vị để ý này, qua trường để rất xa micro, và bây giờ quý vị nghe nha. Alo, 1, 2, 6, 7, Alice, Lý. Tiếng nó rất là sạch quý vị ạ, với cái chất lượng thu âm của chiếc micro Vatasa T900 thì cái giải âm của quý vị nha, khi quý vị alo vào như nào thì nó sẽ cho ra một cái giải âm
rất chi tiết và nó sẽ không bị méo tiếng, nó sẽ không bị sai số. Và kết hợp với những cái hiệu ứng echo và reverb khi chúng ta chỉnh trên cái hệ thống vang số thì chúng ta sẽ thu được một cái chất âm theo ý muốn. Và trong rất nhiều những không gian của quý vị, đặc biệt là có những gia đình thì không trang bị được những cái phòng này, thì có thể rằng cái hiệu ứng âm thanh nó sẽ không thể nào hay bằng một cái phòng tiêu chuẩn này được. Nhưng mà với kinh nghiệm của đội ngũ kỹ thuật Trần Thành Audio thì chúng tôi sẽ cố gắng làm sao căn chỉnh và đưa ra một cái giải pháp hợp lý nhất cho toàn thể quý vị và các bạn. Đây, quý vị cùng nghe lại nha. Tiếng nó rất tròn và ấm này. Đặc biệt là Quang Trường đang để cái chế độ echo này ở cái mức ai cũng có thể hát được, từ người hát chuyên nghiệp này đến người hát bình dân, hoặc là những người có giọng hát có thể là yếu hoặc là hụt hơi. Alo, 1, 2, 6, 7. Alo, em ơi nếu mộng không thành thì sao? Non cao đất rộng biết đâu mà tìm. Thưa quý vị, với một cái chất lượng bộ dàn âm thanh có thể nói rằng là quý vị có thể vừa mới cảm nhận được khi Trần Thành Audio thử tiếng music này và tiếng micro, có lẽ rằng là không phải nghiễm nhiên rất nhiều những khách hàng có điều kiện kinh tế, có tầm hiểu biết, có kiến thức mà lại lựa chọn những cái cấu hình mà Trần Thành Audio phối ghép, đúng quý vị? Và có lẽ với cái chất âm này, đặc biệt là cái hệ thống mà chúng ta được trang bị một cặp loa đến từ thương hiệu của Đức DT Dreamtier Alpha 12, và đặc biệt là với những cái cấu hình cao cấp đến từ thương hiệu Vatasa, cho nên là với một cái cấu hình này, có lẽ trong thời gian qua thì Trần Thành Audio nhận được rất rất nhiều những cái đơn hàng, và đặc biệt là cái nhu cầu của rất nhiều khách hàng muốn được sở hữu cho mình một cái combo này để giải trí cho gia đình quý vị này. Chúng ta hát karaoke, giải trí, và đặc biệt là với những cái dòng loa Đức này nha mọi người, với cái độ bền của nó vô cùng cao, quý vị có thể sử dụng thậm chí 20 năm chưa chắc những cái hệ thống này của chúng ta đã hỏng được nha mọi người. Nếu quý vị cảm thấy video hữu ích thì hãy luôn luôn ủng hộ Trần Thành Audio, đặc biệt là hãy cho Quang Trường xin một like này, đăng ký kênh, share kênh, ủng hộ Trần Thành Audio. Và quý vị có nhu cầu mà muốn tư vấn chuyên sâu để sắm được cho mình những cái bộ dàn âm thanh karaoke cho gia đình để giải trí tuyệt vời thì hãy nhanh tay liên hệ đến với Trần Thành Audio. Đội ngũ của Trần Thành Audio sẽ tư vấn cho quý vị một cách chuyên sâu nhất, chuyên nghiệp nhất. Xin chào, hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn trong một video gần nhất.